Ngày 15 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên cho biết đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Thị Bích Hằng, sinh năm 1990, trú tại khu phố 3, phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do không có tiền tiêu xài nên Hằng nảy sinh ý định đến khu vực các trường học trên địa bàn Tây Hòa để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của học sinh. Theo đó, khoảng 7 giờ ngày 9 tháng 5, Hằng chạy xe máy đến trường trung học cơ sở Phạm Đình Quy, thuộc xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa, và lừa lấy điện thoại di động của một em, sinh năm 2007, trú tại xã Hòa Tân Tây, sau đó mang đem bán với giá 2 triệu đồng. Mới đây, chị T, 36 tuổi, ở xã Hòa Phong, huyện Tây Hòa, trình báo cơ quan chức năng việc con của mình là học sinh lớp 6 đang ngồi chơi trên ghế đá trước trung tâm cơ sở Anh Ngữ, Huỳnh Thúc Kháng, vào sáng ngày 13 tháng 7, thì bị một người phụ nữ lạ mặt tiếp cận hỏi mượn điện thoại, sau đó chở đi nơi khác. Đến 7 giờ 45 phút ngày 13 tháng 7, gia đình đã tìm được em tại chợ Phú Thứ, thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa. Đáng chú ý theo phản ánh của chị T, lúc trở về nhà thì cháu có nhiều biểu hiện không bình thường. Sau đó, công an đã tổ chức truy tìm và phát hiện Phạm Thị Bích Hằng đang lưu thông qua thị trấn Phú Thứ với các đặc điểm nhận dạng do các nạn nhân cung cấp công an đã làm việc và tạm giữ hàng để phục vụ điều tra